Tôi sẽ dạy bạn làm trước, các bạn cứ nhìn theo để cách mở khẩu hình, cách lượng chữ, nhả chữ như thế nào nhá. Mà thầy giáo cho em hỏi cái mở khẩu hình đấy thì như thầy giáo đấy thì phải mở rộng không? Mở khoảng mấy phân ra thì được. Anh há mồm to anh ra. A. Nào anh há đi. A. Giữ nguyên. A. Đấy. Đấy như anh là khoảng mấy phân này. Cứ con mồm của ai rộng đến đâu thì mở đấy. À. Có nghĩa là mình sẽ mở hết thôi. Có nghĩa là mở hết thôi. À, mở càng mở rộng được bao nhiêu thì càng tốt. Đúng rồi. Ôi, chị ơi. Vâng, chào anh hỏi ai đấy? Cho cháu hỏi thăm với. Cho em hỏi thăm. Đây có phải là thầy giáo Nam dạy hát nhạc không? Vâng, đúng rồi anh. Có thể hóa ra đây, đây là cô giáo Thảo à? Có thầy giáo Nam ở nhà không? Có, anh thầy đang làm nhà trên phòng đấy, anh muốn hỏi gì không? À, chuyện nó là thế nào? À, em nghe dân người ta nói giới thiệu đến là em muốn được xin học hát, học nhạc ở đây. Anh học á? Vâng. Tôi thấy anh nói mãi mới được một câu như này, liệu có được không? Chỉ hát người ta còn phải ea mãi cơ mà, người ta còn phải ngân từng câu chứ có phải như nói như này đó. Mà cô giáo Thảo thấy thế nào mà bảo tôi không học được? Tôi không phải là cô giáo đâu, tôi là Thảo thôi, vợ của thầy Nam thôi. Chỉ vợ của thầy giáo là cô giáo rồi. Quay lên nhà đi, thầy đang ở trên phòng đấy, đang chỉnh nhạc đấy. Em lên đi. Cứ thế lên ạ. Vâng, anh lên cầm nhé, lên phòng thứ hai ấy. Các biển miền quê ta lên mỗi núi ô sương, từ sông Hồng sông Danh sông đây anh cùng em lên phòng thôi, thôi. Xin lỗi thầy giáo, vì tìm mãi đám phòng có ai cảm biết chỗ nào thì chỗ nào. Thế anh có vấn đề gì? Cũng báo cáo thầy giáo Nam là em thì em đam mê về cái âm nhạc cũng lâu rồi, thì cũng qua cái sự giới thiệu hỏi thăm dò tìm gì nay cũng đến nơi nhà thầy. Anh lấy ghế anh ngồi đi. Thì tao ở đây mà vẫn có muối nhỉ. Đấy anh ngồi đây. Vâng. Có gì mình trao đổi cho nó dễ. Vâng, thì cũng đi thẳng luôn vào cái vấn đề chính. Là em thì em ở xa lắm, em ở đằng trên núi ấy. Thế là anh thích học nhạc cùng cao đúng không? À không, em muốn học bolero. À, ở trên núi hát nhạc bolero. Vâng, bolero đấy thì mình chỉ nó mới hợp được ở trên em, có khi mà em mà thành nghề được thì em dễ kiếm tiền hơn. Bolero nó hay đi vào lòng người mà. Đúng rồi. Vâng, đấy thì em mới tìm đến đây thì xem thầy giáo xem có thể nhận em làm học sinh không. Cái này thì nếu như anh có năng khiếu thì tôi sẽ nhận thôi, nhưng mà phải thử năng khiếu đã xem là anh có hát được không. Năng khiếu? Ôi, nói về năng khiếu gì? Thầy giáo cứ yên tâm, em thì em có năng khiếu tốt. Em là có tố chất và năng khiếu từ bé, từ cái lúc em mới đẻ ra mẹ em bảo thế. À, thế là lúc đấy là anh biết đọc biết hát luôn à? Không, mẹ em ấy nói là em có năng khiếu là thẩm âm tốt đấy, có nghĩa là khóc là có giai điệu, khóc có giai điệu đấy. Thì anh nên đi diễn hài hơn là đi làm đi học hát anh ạ. Không, đi diễn người ta cũng mời em đi diễn rồi đấy, nhưng mà đi đóng phim mệt lắm, thấy bạn là cái đạo diễn ấy cứ bắt mình đóng hết buổi sáng
xong lại buổi trưa lại đóng, tối lại đóng nữa. Đúng rồi, thì nghe diễn viên thì tôi biết nhiều cảnh đóng nó chưa ra được thì lại phải diễn lại thôi. Đấy, đúng rồi, chính vì đóng không ra được thầy giáo ạ, thì cái ông đạo diễn ấy, ông cứ bắt đóng liên tục, đóng lúc nào cũng phải ra được cái phối được cái cảnh đấy thì mới thôi. Thế mệt nhỉ? Mệt lắm, đóng thế gì em bảo thôi đi hát cho nó, cho nó cái tinh thần của mình nó thoải mái ấy. Thế bây giờ anh muốn học hát đúng không? Vâng. Thế thì anh trước tiên là phải cho thử giọng đã. Vâng. Dạ, anh vào trong phòng anh thử hát một vài đoạn cho tôi nghe xem. Đây là cái phòng đây á? Đây, phòng để thu âm đây. Ôi, thế mà lúc đầu em đến em lại cứ tưởng là thầy giáo ở dưới này làm cái nhà vệ sinh ở đây cho tiện nữa. Ôi, anh nhà vệ sinh chỗ khác sao lại nói đây là cái nhà vệ sinh được? Không, em chỉ em nhìn thấy giống giống cái tự hoại của cái người thành phố. Tí nữa thì em đang định hoại rồi, em muốn buồn đi vệ sinh, em đang định vào đấy đấy. Em mà hát thì nhiều người phải chơi nước mắt. Thật sự là giọng ca của em. Anh hát nhạc hiểu à? Không, nhạc đám ma. Anh đi hát đám ma rồi à? Không, em đam mê cái món nhạc đấy. À, đam mê. Và đam mê là anh nên học theo đường ca tài tử hát cải lương của người Nam Bộ ấy. Sao anh lại đi theo dòng nhạc hiếu? Mình ở đây thì có sông nước đâu, toàn núi thì kiếm cái nghề đấy là nó thấy bảo ổn định, thu nhập là nó không bị công việc ổn định đúng không? Vâng, nó không bị bấp bênh, mà không sợ mất mùa, mà cũng không bị trượt giá tiền. Có nghĩa là theo được cái nghề đi hát đám ma đấy nha, em nói thật, tiền nhiều lắm, lại còn có cả chỗ chỉ mang về. Thôi được rồi, thế ý anh nói thì tôi cũng hiểu. À, thì tôi sẽ dạy anh cái cơ bản, cái cách lấy hơi này, cách nhả chữ này, cách luyện thanh này, để cho giọng hát của anh khỏe hơn, sáng hơn. Đấy, chứ còn cái trọng tâm là nhạc hiếu thì sau này về anh tự vận dụng vào, chứ tôi không dạy cái dòng đấy. Em thử một đoạn nhé. Được, anh cứ thử cho tôi một đoạn để xem tôi năng khiếu của anh đến đâu. Mấy hôm qua còn nông thì chạch cửa chạch nhà, mà giờ đây vắng rồi cướp gà đầy chân. Ôi không được. Anh hát thế là không được rồi. Bây giờ là tôi thử năng khiếu của anh trước. Bây giờ anh hát được nhạc hiếu tôi nghe rồi, tôi biết là anh cũng có tí gọi là cảm xúc. Thì bây giờ anh hát cho tôi một bài nhạc truyền thống hoặc là nhạc bolero mà anh thích theo đuổi đấy. Bolero em không nhớ đâu, để cái bài đấy đâu. Tôi nghĩ thì anh nên học bolero này. Mà sau này mình đi đám cưới. Bộ đôi vô đám cưới. Đi hát đám cưới cho nó vui vẻ, đừng quay sang dòng nhạc hiếu, nó buồn bã lắm. Thì miễn là quan trọng là mình cứ trả tiền để làm, mình có ăn trộm ăn cắp của ai đâu mà sợ, mình có vi phạm pháp luật đâu mà phải hốt. Biết thế thì đi hát đám cưới đâu, nếu như anh có tài thì anh vẫn giàu bình thường mà. Cái đám cưới gì ở dưới này chỗ thầy cháu thì em không biết, nhưng ở trên em mấy cái ca sĩ đi hát đám cưới đấy, chưa lên sân khấu mới có hát được mấy câu thôi, người ta lại cạnh lên, người ta cướp mic ấm ầm rồi còn chơi như hát được trong một bàn. Thế tôi thì văn minh lắm, người ta không cướp mic đâu. Không, ở trên ấy văn hóa cướp mic thì lại nó lại là một cái văn hóa, bởi vì là nhiều người thích hát nhưng mà lại không biết hát, chính vì thế thì em đi xuống đây em xin học. Anh hát thử cho tôi một đoạn đi để tôi nghe xem cái năng khiếu của anh ở đây đâu. Vâng. Em nói rồi này, em không nhớ cái bài hát đấy là bài gì nhưng em thích lắm. Rồi, anh cứ hát. Tiếng em đi rồi, anh về gác lạnh điều hiu. Ngoài trời mưa đổ. Cái gì nữa? Nhưng mà anh muốn hát hát để đi theo nghề MC đám cưới. Anh hát bài nào nó phải có sự có đến với nhau, vun đắp đến với nhau. Là phải có sự vun đắp á. Đấy rồi, thế thì em hát cái bài này. Say giấc mộng ban đầu
yêu người. Thuở mới đôi mươi em đang độ trắng tròn, từng thu thấy lá lá bay đắp mô cuộc tình. Ơ sao lại bài này hát bài này? Đây có phải là vun đắp đâu. Đấy là vun đắp còn gì nữa. Chỉ đắp một cuộc tình thì nó là cũng phải vun thì nó mới đắp được thành cái mộ chứ đúng không? Không, ý tôi là vun đắp là hai người đến với nhau, yêu nhau ấy, chứ không phải là hai người chia ly. Đấy vẫn là chia ly rồi. Thầy giáo cứ thêm vào cái môn dạy thì chữ nho đi. Thôi được rồi, cái này thì nghe qua thì tôi đã biết anh là có năng khiếu rồi. Không phải vừa đâu. Đấy thì thầy giáo xem bắt đầu học luôn nhỉ. Rồi bây giờ bước đầu tiên vào hát và là anh phải luyện thanh và luyện tập mở mồm và đấy, mở khẩu hình. Khẩu hình làm sao cho nó đẹp và khẩu hình phải đẹp. Thế em hiểu em ví dụ chữ A âm A nhá, để cho anh mở khẩu hình cho nó đẹp rõ ràng, anh khi anh cất tiếng hát là người ta nghe là người ta biết là anh hát chữ A. À, dạ. Đấy thì mi ma mi ma mi. Đấy, anh có thấy phần A tôi mở khẩu hình không? Toàn chữ mở làm gì có chữ A nào. À không, cái chữ lúc tôi hát đấy mi ma mi đây. Mi là chữ mở rồi ma. Ý tôi nói là cái vần A, âm A hiểu không? Có chữ A ma A, đấy là A ma. Đấy là cái vần A. Vâng, vâng. Thì anh thấy tôi mở khẩu hình chưa? Vâng. Rồi bây giờ anh tập cho tôi mi ma ma mi. Không được rồi. Anh mở khẩu hình thế là chưa được rồi. Nhìn tôi nhá. Mi ma mi ma mi. Mi ma mi mi ma. Đấy. Anh hát đi, lại đi, lại đi. Mi ma mi ma mẹ mày. Không phải là mà mẹ mày. Không, ma mi. Ma mi mi. Ma mi ma mi. Chứ không phải là mà mẹ mày. Không, em bảo là ma mi. Thì cứ cho cái từ mẫu. Không được. Tóm lại là không được đánh vần lung tung thế. Vẫn phải là mi. Ma mi ma. Hiểu chưa? Mi ma mi ma. Thôi được rồi, dạy anh nãy giờ tôi thấy mệt rồi. Bây giờ tôi nghỉ giải lao một tí. Anh cứ tập luyện đi nhá. Cho cái khẩu hình của nó mềm mại đã. Bây giờ anh vẫn bị cứng. Nên là có khi là nó cứng quá nên anh lại đánh vần nhầm sang vần khác. Đấy thì bây giờ anh cứ ngồi đây. Anh tập một lúc nữa. Tí nữa có hai học viên nó đến học đấy. À vâng. Có cả thêm học sinh nữa. Có chứ. Vâng. Mà học viên cũng mới là cũng là con trai đàn ông như tôi à? Không, con gái. Bé hay lớn? Lớn. To. To. Thì chắc là phải gồng cao mấy tháng thì không nhỉ? Không. Tóm lại là các cô cũng đẹp, cũng cao, ráo. Đấy, nhưng mà anh đừng có để ý đến các cô ấy. Cái tư duy đầu óc là nó bị sao nhãng đi, anh hiểu không? Vâng. Rồi bây giờ anh ngồi luyện cho tôi nhá. Vâng. Mi ma. Thầy phải như kiểu ở giảng đường ăn mặc nó phải chỉnh chu,
để ở nhà thì chạy cần gì phải ăn mặc chỉnh chu. À, thì chắc thầy đang nhập vai mày. Có phải đi ăn cỗ đâu mà mặc com lê cà la vát đúng không? Vâng. Hai em đến học đến học hát à? Vâng thầy. À, thế hai em đang từng học ở đâu chưa? Hay là dạ. Bọn em chưa thầy ạ. À, đấy, thế thì thầy còn dễ truyền đạt, dễ để vấn nắn, để không bị chồng chéo vào cái quy cách học của thầy khác. À, mày xuống lấy giấy bút đi để ghi. Đúng rồi, bọn em như tờ giấy trắng ấy mà thầy. Càng như giấy trắng càng tốt. Đi sang đây thì bây giờ là muốn học về cái thể loại nhạc gì? Thì thầy dạy được những thể loại nhạc gì à thầy? À, cái nhạc gì thầy chả dạy được? Nhạc hiếu này, nhạc đám ma này, nhạc trèo đò này, rồi thì gọi là tiễn một người đi. Bạn em học nhạc trẻ, sao em xem trên quảng cáo thì thầy dạy toàn nhạc trẻ hoặc nhạc vàng, nhạc đỏ thì cơ mà. Thì nhạc gì chả dạy được. Những cái nhạc thầy vừa kể được không thầy có trên quảng cáo? Chưa kể hết. Đấy là cái nhạc đấy thì nó. À, lúc thầy ghi trên tờ quảng cáo có chấm 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 làm sao? Rồi rồi đấy, chờ mới bổ sung. Chắc là toàn kể những cái nhạc không biết lên trước đúng không? Các em thật chị là cứ mới đi bắt đầu nhúng chân vào cái văn hóa âm nhạc đúng không? Vâng. Chỉ cả nhà thấy lớn ngay luôn nữa. Thế kiểm tra xem cái có năng khiếu gì không? Thì tôi kiểm tra sơ bộ qua cái gọi là cái khẩu hình, à cái hình của các cô. Thế thế nào? Là để xem có cô nào có năng khiếu hơn. À vâng, xin thầy kiểm tra đi ạ. Cô này cái hầu hơi bé. Cô phải móc hầu thế hả thầy? Cô này cái hầu cũng khả năng là to hơn một tí. Ai hầu to thì là sẽ hút được gió vào, lấy hơi đấy, gọi là lấy hơi. Thế là mày khỏe hơn đấy. Để nuôi vào trong cái lồng ngực này thì mình mới đạt được cái câu hát nó mới căng được, được không? Đúng là nghệ sĩ có khác nói câu từ đâu ra đấy. Đấy, các em rồi dần dần sẽ cũng làm được như thầy thôi. À thế ạ. Thế bây giờ chúng ta vào học luôn nhỉ? Vâng, vào luôn thầy ơi. Bây giờ là muốn học à, mình chế thẩm âm. Hiểu hiểu cái thẩm âm là thế nào không? À, không thầy ạ. Thẩm âm có nghĩa là để mình hiểu được là cái cao độ của từng bài hát. Có những bài thấp người ta mới gọi là thấp và cao nữa, cao dần dần đấy. Để xem cái mình hiểu nôm na là giọng bài hát đúng không? Thì nôm na là cái giọng tông giọng. Là để các em xem có đi được thẩm âm nó đúng giọng không, hiểu không? Vâng vâng. Đấy, thì chẳng hạn như là thầy cô này chơi, cô này đứng dậy thì mỗi người sẽ tập một lần. Vâng, tập cái gì thầy? Như ban nãy thầy là đang để mi mô ma đấy, thì cái đấy thì nó bài nó khó. Nó chỉ đánh một cái thôi, một tông thôi. Bài khó ạ? À? Đấy. Vâng. Thì chẳng hạn như thầy là mẫu nhá. Chẳng hạn như là thầy lấy một chữ ca đi. Đấy là sao? Ca. Ca nữa. Đấy, cần nếu mà xem là đấy là thầy là đến cái tầng đấy xong lại ca. Đấy. À. Thế là từ cao lên là ca nó sẽ thành cá, mà khi mà xuống là cá nó thành dấu huyền. Thì có nghĩa là để mình hiểu được cái tông giọng. Vâng, bọn em thì cứ thế thì bây giờ em sẽ luyện cho thầy cái từ A đi. Cái chữ A đi. A đấy cứ dần dần cao lên thế. Lúc nãy thầy bảo chữ K xong rồi thành chữ A rồi. Thì nãy là thầy nói chữ K rồi thì bây giờ thì thầy thì mới nói được chữ K mình nó chữ khó. Được. Chữ A được nó dễ hơn, nó một từ. Đấy. Thôi được rồi, để em làm. A. Thôi vào thầy. Đấy, A. A. Cũng đây nhá, có nghĩa là mình phải lấy nhịp, hiểu không? Hát là nó phải biết nhịp. Thế là phải vỗ tay theo nhịp hay là dậm chân à? Đấy, châm hoặc là vỗ tay cũng được. Thì bởi vì là khi hát mà dù anh có hát hay bằng C
trời đi nữa mà nó sai nhịp nào vứt bỏ hết. À, hóa là phải đúng nhịp rồi, chuẩn nhịp. Quan trọng là cái nhịp. Chả thảo mà thầy đâu học viên thế, xếp hàng đầy dưới kia kìa. Còn gì nữa, nhanh 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 không hết chợ. À vâng vâng vâng. Thế thì em bắt đầu chữ A đi nào. Tay chân của mày bị gì đấy? Nhanh nhanh. A A A A đều vào, có nghĩa là phải cái nhịp nó phải đều ở đây này. A 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 Thầy nói thông cảm cho em là em thật sự là em thử thử xem em có giống thầy giáo không. Thế là thử này anh biết đây là thầy giả à? Ô, nhưng anh còn đang cớ là thầy đấy, anh cứ học tôi một thời gian đi, sau rồi thì anh có thể dạy người khác được. Thầy thông cảm, mình cũng đều là học viên mới đến học với nhau. Thế mà từ nãy giờ thẩm ông lại còn bóp hầu, thế thầy cứ mỗi lần dạy là bóp cổ thế này à? Không, thầy không bóp, thầy chỉ nhìn thôi, nhưng mà anh này anh ấy chưa quen nên anh phải là mình từ lúc cứ tưởng là thầy đều là học trò với nhau, chơi nhau một tí thì có việc cái gì. Thế thì thế mà cứ áo ớ mãi mà thôi rồi, rồi. Chứ nó học phí là... thầy. Các anh chị là dàn hàng ra, hàng ngang ra rồi nghe thầy luyện nhá. Thầy sẽ dạy bạn này trước, hai bạn nữ cứ nhìn nhá. Vâng. Đấy. Tôi sẽ dạy bạn nam trước, các bạn nữ nhìn theo để cách mở khẩu hình, cách luyện chữ nhả chữ như thế nào nhá. Mà thầy giáo cho em hỏi cái mở khẩu hình đấy thì như thầy giáo đấy thì phải mở rộng không, mở mấy phần ra thì được. Anh há mồm to anh ra. A à, à, à. À, anh há đấy. A à, à. Giữ nguyên A à. Đấy như anh là khoảng mấy phân đây này, cứ có mồm của ai rộng đến đâu thì mở đấy à. Có nghĩa là mình sẽ mở hết thôi. Có nghĩa là mở hết thôi à, mở càng mở rộng được bao nhiêu thì càng tốt, đúng rồi. Càng mở rộng được bao nhiêu thì rộng của anh ấy càng sáng và càng to bao nhiêu. À, dạ. Vâng, vâng.